nhật nghỉ. Nghe đây anh bị hạn hả? Chết. Thì thường nghèo gặp em đúng eo vậy hả? Ồ, trái này nhỏ nhỏ chứ mà muối quá trời, quá trời muối luôn ơi, quý vị. Mình ăn mua đưa. Đây là sầu riêng về mọi người. Hơn nửa ký rồi. Hơn. Trăm ba trăm ngàn. Đó là mới. Đây sầu riêng về đây mọi người. Đó. Có nhiều rồi, có đất luôn nè. Đây, ở đây nữa nè. Hàng về, hàng về, hàng về. Hàng về, hàng về, đó. Hồi ông YouTube ông Thanh đâu kìa. Wow, dữ ta. Ông này không? Gì khó vậy? Chơi khó vậy? Ông đi ông dạ. Nhiều con quay lắm cô. Dạ. Sài Gòn dấu yêu, cuộc sống Sài Gòn TV. Đúng rồi. Cuộc sống văn hóa ẩm thực rồi. Úc Phương Vlog. 4 năm con đi qua đây. Có chứ? Con dạ dạ dạ. Coi ở bên kia mà chạy về bên này đó. Ủa cô ở bên kia mới về hả? Ở nước nào cô? Ở nước mắm. Nước mắm à. Con còn vui cả con nha. Dạ dạ. Ủa sao mà nó đen đen vậy cơ? Dạ, cái nào cơ? Cái này hả? Cái này là cái cùi nó. Có thuốc mà tất cả. Cái cùi nó mà không. À, em nhỏ này. Em nhỏ nè. 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 Nó khô mà nó lại dẻo quá chân. Cái này Thái mà. Thái nó không có bị... Ba ngọt bao dẻo luôn. Tiểu đường mà phải đi ráng ăn này. Tiểu đường quá ăn luôn. Đó, mọi người. Nhiều chị à. Cái này nhiều chi nhánh lắm nè. Dạ, con có hai bên à. Hai bên. Ủa rồi nó có cái nhau chi nhánh nữa, cái gì hương đó. Có hai chi nhánh thôi, chỗ này dưới là số 3 Huỳnh Thiện Lộc thôi. Cô ăn tại đây hả? Có ghế mà cho cô cái ghế đi à. Ủa mà cô ở bên Mỹ hả? Mới về hả? Úc hả? Vô ngoài cho mát đi con. Rồi ăn tại chỗ luôn kìa. Ở bên Úc không có sầu riêng này hả con? Không ăn đồ Việt Nam hả? À vậy hả? À, đây đây, là loại này nè con. Dạ là con coi cũng lâu rồi, ở đây có khoảng 5-6 kênh nó quay á. Cái gì có nói là nó có họ cái kênh gì ở chợ.
chợ Tân Hương không có, ở đây chỉ có hai chi nhánh thôi. Cái này là số 415 các bạn, 8 với là số 3 Quỳnh Điện Lộc. Ông có, ông nói là ông học nghề của bà này á. Ông theo bà này ông mới học. Dạ dạ dạ. Đó. Có em bé kìa các bạn. Ok, của gia đình ở bên Úc về ăn sầu riêng tại chỗ luôn quý vị chị cô bạn. Hôm nay hôm qua không có sầu riêng nhưng mà hôm nay có nhiều lắm các bạn. Cô chú anh chị á, mấy vị khách Úc về mua sầu riêng ăn tại chỗ luôn các bạn. Nãy đòi thanh khui mới được ha. Chờ thanh các bạn. Con mua mấy trái một trái. Thanh hôm đi nhậu hay về Dư Thái? Ăn không ráo hay không mềm con? Ráo. Cái này 100 ngàn một ký rồi. Cái này được không con? Dạ, 100 ngàn một ký. Cái này không có mất ký nữa. Yeah.
không ngọt, cái này không ngọt. Chắc chị yếu tuổi đó. Nhưng mà tại vì bên con bán bao đường cho nên là nếu mà yếu tuổi thì... Là... cái này khô này. Ủa cái này con thái luôn hả? Thái chỗ Thanh cũng bán 100 ngàn một ký nha quý anh chị cô chú các bạn. Thái không à? Thái. Cầm. Không có mấy cái loại đấy mùa này không hết rồi. Phải vào năm mà mới có. Hơi hiếm. Giờ ri 6 cũng có rồi.
mới sửa mà được không? Thái mà dạ. Thái kêu con Thái nó kêu con này là phải kinh không? Cái này là Thái giống Thái Lan. Một là món thôi hay là Đô Na? Cái này cái kinh dương anh của Mu San Kinh của Mã Lai. À, cái đấy của Mã Lai hả? Ừ. Mã Lai là loại đấy là nó còn Má, cái đó còn nhiều tiền hả? Cái đầu tiên của cái kinh anh nói là bây giờ nó vẫn còn đang bán đấu giá. Đang bán đấu giá luôn hả? Sáu năm trước rồi nó cho được muối đâu. Cái cơm của nó vàng dẻo. Bán cho người ăn bán. Đúng rồi. Bây giờ anh thôi bỏ luôn đi. Tại vì nào mà em có chồng mà chồng người đó là bán. Đó là mình là chưa có đúng không? Bán ra thị trường dân ăn nổi. Đưa vô tô mè mà cũng nhân ra luôn. Thank you.
9 cây hả? Bự là bị lớn hả? Bự bự sao hồi nãy không lấy một trái thiệt bự luôn, vui trái nhỏ vừa lúc chơi bự nhỏ. Yeah.